Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái hình nộm cô dâu chú rể như thế này. Thì đây là nguyên liệu mình làm hoàn toàn bằng giấy nhá. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Đây là hình cô dâu. Còn đây là hình chú rể nha. Thì hôm nay ở clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hình hai cái hình nộm hoàn chỉnh như thế này. Thì để làm được cái đôi búp bê cô dâu chú rể như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu chính như sau nha. Chuẩn bị giấy màu hồng và giấy lưới tuyết như thế này, giấy màu nâu này để làm tóc, hoặc là các bạn có thể dùng màu đen đều được nhá. Thì cái màu tím này mình chỉ để làm hoa thôi. Giấy đính màu trắng, kéo xi, súng bắn keo và giấy vệ sinh, giấy da lăng. Bây giờ thì mình sẽ vào chi tiết làm nhé.